Tiểu sử Otis Đỗ Nhật Trường, nam thần học đường đa tài của Showbiz Việt. Nếu bạn là một fan chân chính của Pháp TV thì chắc chắn sẽ không còn xa lạ gì với cái tên Otis. Một chàng trai đa tài, đẹp trai, chuyên đóng các bộ phim về học đường lãng mạn. Vậy Otis là ai? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu thông tin qua video này nhé. Otis tên thật là Đỗ Nhật Trường, sinh năm 1997, quê quán tại Bình Thuận, là chàng hot boy nổi tiếng lên từ phim Chàng Trai Của Em do nhóm Phạm TV sản xuất. Otis là một chàng trai đa tài, ngoài khả năng diễn xuất, anh còn hát, chơi các nhạc cụ và sáng tác các bài hát. Anh đã thử sức ở nhiều mảng nghệ thuật và dần gặt hái được cho mình những thành công nhất định. Khi còn nhỏ, Otis đã mang trong mình một ước mơ sẽ trở thành một diễn viên và anh đã cố gắng thực hiện ước mơ đó. Trước đó, anh chàng có sở thích ca hát và đã thành lập nhóm nhạc tại trường. Otis đã theo học khoa diễn xuất và điện ảnh của trường Điện ảnh Quốc tế Sài Gòn. Hiện tại, anh chàng này đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Otis sở hữu cho mình một chiều cao tiêu chuẩn là 1m76, với vẻ ngoài điển trai, nụ cười duyên dáng làm biết bao người rung động. Anh còn có một chất giọng trầm ấm và ngọt ngào, nên anh đã tạo được dấu ấn trong lòng khán giả với lượng fan đông đảo với hơn 580.000 lượt theo dõi trên Facebook và 133.000 lượt follow trên trang mạng xã hội Instagram. Có thể nói, con đường sự nghiệp của anh chàng Otis rất suôn sẻ. Sau khi lên Sài Gòn học tập, anh đã nhận được vai diễn đầu tiên cho mình trong series phim Bồ Công Anh. Không những thế, anh còn tham gia viết lời bài hát cho nhạc phim mình đóng. Cùng năm đó, Otis lại tiếp tục góp mặt trong phim Chàng Trai Của Em do Phạm TV sản xuất. Với vẻ ngoài điển trai và cao ráo, anh đã thu hút được một lượng fan nữ đông đảo. Với sức hút của phim đã giúp cho tên tuổi của anh nổi tiếng hơn trong năm 2012 và các fan cũng dành tặng cho anh danh hiệu Soái Ca Học Đường. Bước tiếp trên con đường sự nghiệp diễn xuất của mình, Otis đã liên tiếp nhận về các dự án phim như Thanh Xuân Ký, Chàng Trai Năm 17. Qua từng dự án đã cho thấy năng lực diễn xuất của anh ngày càng được nâng cao, khả năng nắm bắt tâm lý nhân vật nhanh hơn. Đặc biệt là vào trong năm 2020, anh đã góp mặt trong dự án phim điện ảnh Bằng Chứng Vô Tình. Anh đã thể hiện hình tượng nhân vật một cách tròn vai, vừa giành giải thưởng nam diễn viên phụ xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 22. Anh chia sẻ: "Tôi cảm thấy rất hạnh phúc và vui sướng khi bản thân được xướng tên trong lễ trao giải Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 22. Đây là giải thưởng đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất của tôi với bộ phim điện ảnh đầu tay Bằng Chứng Vô Hình. Tôi vô cùng hãnh diện vì được nhận giải thưởng danh giá này, cũng như được đứng cùng với các chị anh chị nghệ sĩ đi trước tại sân khấu của Liên hoan phim Việt Nam. Cho đến bây giờ, tôi vẫn chưa tin đây là sự thật. Mọi thứ giống như là một giấc mơ vậy. Tôi cứ mãi ngồi ngắm giải thưởng từ lúc về nhà cho đến giờ. Mỗi khoảnh khắc đồng hành cùng Bằng Chứng Vô Hình đều là những phút giây khó quên nhất trong cuộc đời của tôi. Vì đây là bộ phim điện ảnh đầu tiên mà tôi được tham gia. Tôi luôn nhớ những buổi đi quay trên phim trường, sau đó xem lại các phân cảnh vừa thực hiện và cùng mọi người ăn uống vui vẻ trong giờ giải lao. Khoảng thời gian đó, mọi tâm trí và thời gian của tôi hầu như dành dọn cho nhân vật Hải." Ngoài khả năng diễn xuất, Otis vẫn không quên niềm đam mê với ca hát và sáng tác. Anh ra mắt ca khúc với vai trò là một ca sĩ qua MV Vì Anh Lo Xa Thôi. Với sự nổi tiếng khi còn quá trẻ, đôi khi anh vẫn nhận được những ý kiến trái chiều từ phía cộng đồng. Tuy nhiên, anh đã cố gắng trải qua và thể hiện mình, quyết tâm theo đuổi sự nghiệp. Ca khúc này do chính anh sáng tác, kết hợp với ca nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền. Với sự nổi tiếng khi còn quá trẻ, đôi khi anh vẫn nhận được những ý kiến trái chiều từ phía cộng đồng. Tuy nhiên, anh đã cố gắng trải qua và thể hiện hết mình, quyết tâm theo đuổi sự nghiệp. Ca khúc này do chính anh sáng tác và kết hợp với nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền trong vai trò là nhà sản xuất âm nhạc của dự án. MV lấy bối cảnh quay tại thành phố Đà Lạt, kể về một chuyện tình dang dở giữa chàng trai là Otis, là chủ shop hoa, với cô gái là họa sĩ. Nội dung phim là những cảm xúc đan xen lãng mạn, hạnh phúc lúc mới quen đến những nghi ngờ đổ vỡ của cặp đôi trẻ.
MV cũng là sản phẩm âm nhạc đầu tiên của chuỗi dự án của Orchid Đỗ Nhật Trường. Dự kiến trong vòng 6 tháng, anh sẽ tiếp tục cho ra mắt các dự án âm nhạc mới và được đầu tư kỹ lưỡng hơn. Đỗ Nhật Trường cho biết, anh từng gặp rất nhiều khó khăn, áp lực, thậm chí có lúc muốn từ bỏ quyết tâm theo đuổi nghệ thuật khi bị chính những người cộng sự quay lưng. Nam ca sĩ khẳng định, anh còn từng phải vay tiền Ali Hoàng Dương vì khó khăn. Tuy nhiên, sau tất cả, Otis đã lấy lại được quyết tâm với nghệ thuật và miệt mài tập luyện, rèn rũa các kỹ năng âm nhạc, debut với movie đầu tiên. Theo anh, rất có thể MV debut này sẽ không làm hài lòng toàn bộ khán giả, nhưng đây chính là sản phẩm có ý nghĩa lớn giúp anh chính thức bước sang trang mới trong sự nghiệp. Mới đây, Nhật Trường đã trở thành một trong 10 chàng trai trẻ tuổi trong chương trình Tình Yêu Hoàn Mỹ với vẻ đẹp điển trai ngời ngời. Anh cũng trở thành thỏi nam châm thu hút sự chú ý đến từ công chúng khi theo dõi chương trình. Với sự xuất hiện của Otis, dự đoán sẽ có nhiều cô gái chết mê chết mệt. Những ai yêu anh chàng này thì có thể đến để bày tỏ tình cảm. Được biết, vào những lúc rảnh rỗi, Đỗ Nhật Trường thường trổ tài nấu ăn, nghe nhạc và thỉnh thoảng đi xem phim cùng với một số người bạn thân thiết. Tuy là diễn viên nổi tiếng, nhưng anh chàng có đời sống hết sức đơn giản. Chia sẻ về ước mơ của riêng mình, anh chàng mong muốn sẽ có một nông trại nho nhỏ và một căn nhà có sân rộng để có thể để được xe mô tô và mọi người sống cùng nhau vui vẻ, chăm sóc vườn rau trong nông trại của riêng mình. Đỗ Nhật Trường bị bóc phốt đào hoa và học lực kém. Mặc dù tài năng là vậy, nhưng Đỗ Nhật Trường cũng vướng không ít thị phi. Nếu tìm hiểu kỹ trên các nhóm kín Facebook, không khó để đào mộ lại một loạt scandal trong quá khứ khi vẫn còn là học sinh tại trường Trung học Phổ thông Phan Châu Trinh, Phan Thiết của Otis Đỗ Nhật Trường, bao gồm có đào hoa, chơi bời, kiêu căng và thích làm màu, nhưng trên phương diện học tập thì lại khá kém. Hồi cấp 2, nhìn cũng được, nhưng bản tính thích làm màu, ra vẻ ta đây lắm, đi vào trường là ngẩng mặt lên trời. Anh không ưa ai là kéo băng qua nhìn mặt, kênh kênh rồi hẹn ra đánh. Giáo viên dạy hóa lớp mình toàn là chủ nhiệm lớp 12 của Otis. Mỗi lần tụi mình hỏi, cô ơi, trường đẹp trai vậy, học giỏi lắm hả cô? Bà cô đều kêu, tụi mày đừng để nó bị lừa, nó học tới 12 mà một phương trình cũng không biết cân bằng. Nam thần học đường là đây, nổi khắp phát Phan Thiết vì tiếng xấu chứ đâu tốt đẹp gì. Đến Trung học Phổ thông Phan Châu Trinh, Phan Thiết hỏi khóa 97, Nhật Trường 12A16 là biết ngay thôi. Đoạn ngắn trong bài bóc phốt khá dài của một cư dân mạng vốn là bạn học của Otis. Đối diện với những tin đồn này thì Otis Đỗ Nhật Trường lựa chọn cách im lặng và tiếp tục hoạt động nghệ thuật. Và sau đó tin đồn lắng xuống, không ai lên tiếng tố cáo hay phản bác. Đỗ Nhật Trường và bạn gái, người yêu. Hiện tại, anh đang sống một mình để học tập và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Chàng trai của chúng ta vẫn đang độc thân nhé các bạn gái. Và hình mẫu lý tưởng của Đỗ Nhật Trường là những cô gái khá dịu dàng và dễ thương. Trước đây, Đỗ Nhật Trường đã từng được đồn đoán là có hẹn hò với diễn viên Phạm TV Rabi Sachi Thúy Nguyễn. Nhưng những thông tin gần đây cho thấy anh ít khi qua lại với Ribi, trong các sự kiện cũng không thấy có mặt Ribi Sachi. Tin đồn là không có căn cứ, và Ribi Sachi cũng hơn Trường tới 7 tuổi, và tôi nghĩ Trường cũng không biết lái máy bay bà già đâu. Otis Đỗ Nhật Trường và Ali Hoàng Dương, tình bạn thân thiết. Đỗ Nhật Trường và Ali Hoàng Dương đã quen biết nhau từ hồi cấp 3, mặc dù cả hai không học chung trường với nhau, và mối duyên bạn bè đó đã không được tạo nên từ niềm đam mê nghệ thuật giống nhau, khiến cho hai người cũng thường xuyên gặp gỡ và dần dần trở nên thân thiết. Bộ đôi siêu quậy này cũng thường xuyên đi ăn uống, xem phim sau giờ học và nói đủ các chuyện trên trời dưới đất, đến khi nào chán mới chịu về nhà. Mặc dù nhà ở khá xa nhau, nhưng mỗi khi có thời gian rảnh, Otis đều chạy xe từ thành phố để chở Ali Hoàng Dương đi chơi hoặc là tập tành hát hò. Sau này thì những ngày mà đã chập chững vào Sài Gòn để mà tìm kiếm cơ hội phát triển cho bản thân, Ali Hoàng Dương cũng đã gặp không ít khó khăn và đôi chút nản chí. Thế nhưng mà lúc này, chính bản thân Đỗ Nhật Trường cũng lại là người đã ở bên cạnh đồng hành và khuyên nhủ, ủng hộ Ali để mà tìm kiếm cơ hội thử sức nhiều hơn
để mà có thể hòa với niềm đam mê âm nhạc của mình. Khi được hỏi thân nhau như thế, có bao giờ cả hai đã sợ tình bạn rạn nứt nếu mà chẳng may cùng để ý chung một cô gái hay không? Ali Hoàng Dương khẳng định, chúng tôi rất thân nhau, vì vậy khi yêu cũng sẽ tìm hiểu và tránh để đối tượng của người còn lại. Nếu mà biết Otis thích ai, Ali sẽ không dành sự chú ý cho cô gái đó nữa. Đỗ Nhật Trường được Lee Jae-jong nhận làm học trò. Trước khi debut làm ca sĩ, Đỗ Nhật Trường là gương mặt quen thuộc của nhiều web drama học đường, soái ca học đường. Cũng từ đó trở thành biệt hiệu của anh chàng, với vẻ ngoài đậm chất soái ca, khả năng diễn xuất và tài năng âm nhạc. Otis Đỗ Nhật Trường đã gây được sự chú ý với nam diễn viên hậu duệ mặt trời là Lee Jae-jong. Otis đã được Lee Jae-jong nhận làm học trò khiến ai cũng bất ngờ. Là một người có tài năng như thế nhưng chưa bao giờ Đỗ Nhật Trường cảm thấy mãn nguyện với những thứ bản thân mình đang có. Mà hơn hết, từng ngày anh chàng vẫn đang hăng say luyện tập để có thể có được những bứt phá trong sự nghiệp. Và có lẽ đây chính là điều khiến cho anh chàng được nam diễn viên Lee Jae-jong nhận là học trò và hy vọng rằng anh sẽ có được những bước tiến mới trong nghiệp diễn xuất.